Rouge cũng đã có chiến thắng không gì khác, đó là giành chiến thắng với bàn duy nhất. Nào, người sẽ thi đấu thay cho đấu rất khác với những cầu thủ cũng rất khác. Hai đội tuyển ra sân và chúng ta chờ đợi phải. Hiệp 1 đã bắt đầu và ngay lập bỏ một đội bóng trẻ duy trì để giúp bóng đá Singapore có thể. Người chiến thắng trong trận vừa rồi đó là Kiran của đội bóng này. Và khi mà U22 Việt Nam chưa thể đẩy cao tốc độ của trận đấu thì chúng ta vẫn chưa thể suy phục hàng phòng ngự này. Tiếp tục là một cái cú đá của Sơn để thay thế cho vị trí của đội Việt Nam. Bắn tốt. Moreno. Rizan. Thank you.